Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Đây qua phía này. Lấy tạm khẩu M4A1 anh em. What the hell đúng lại. Cầm AK được chọn anh em thấy là sấy thấm trước các bạn ơi. Sấy phải gọi là quá là thấm luôn nha các bạn ơi. Cầm AK được chọn sấy phê mà các bạn ơi. Bắn phải gọi là nát cái giáp nọ, nát cái giáp kia rồi nha anh em. Quê đậu xanh. Làm gì nhau bạn ơi. Ui. Xanh mộ chứ bạn. Tính chơi nhây với xịt kẹo hả? Ui. Làm gì nhau. Có giở qua đây. Đây kẹo sự còn máu cái đã anh em ơi. Có giở qua đây làm gì nhau. À. Đừng đấy à. Đừng đấy mà hay à. Qua đây bạn ơi. Đây này có giở qua đây. Không qua thì kẹo qua nhé. Kẹo lại ngại bạn cả. Đây rồi các bạn ơi. AK cộng với tay súng 3 cơ mà. Thì ngại gì hả anh em. Đi xây cho nó thôi nhỉ. Cạo vừa trang bị nốt nòng súng 2 vừa rồi anh em ơi. Nó lại căng quá nhỉ anh em ơi. Chắc là mình sẽ đổi qua SCAR rồi này anh em. Có 20 viên đạn tiểu liên thôi à. Hơi chán hơi chán. Thôi kệ đi anh em ơi. 20 viên đạn tiểu liên vẫn xấy tốt nhá. Ui đây nữa hả? Ghê vậy. Ghê vậy đậu xanh. Ui. Ghê vậy anh em ơi. Ui. Ghê vậy. Khu này nó lại đông người quá cơ anh em ơi. Xíu nữa thì kẹo đai rồi. Hay là vẫn đang còn sống các bạn ơi. Ok ok đây. Let's go. Mình sẽ chạy qua căn nhà này coi. Các bạn là xem có gì không các bạn ơi. Đây rồi có máu này. Thêm bằng súng các kiểu này. Ok ok đây. Ngon. Toàn là trang bị ngon thôi nha em ơi. Vứt cái báng súng 1 đi nhé. Bởi vì là kẹo đã có được báng súng 2 rồi cơ mà. Nên là để lại cái báng súng 1 để làm cái gì. Lên phía trên này và đậu xanh. Có thêm tí món nữa này. Ngon. Quá ổn. Chảo lại bom keo này nha em ơi. Đó. Dùng luôn cái hộp thông tin nha anh em. Đây rồi. Mình sẽ qua cổng trời nha các bạn ơi. Trước hết là lượm sạch đồ cái đã nhá. Đấy. Sau đấy là kẹo sẽ qua cổng trời nha. Đây go. Đây rồi anh em ơi. À đây. Một đứa ngay phía dưới nha anh em. Ok ok. Úi dồi ôi. Làm gì ở dưới này vậy em ơi. Đậu xanh kẹo vừa thấy có một đứa ngay phía đây cơ mà các bạn ơi. Wow. Ui. Ơ nó chạy mất tiêu rồi anh em ơi. Chạy nhanh vậy bạn ơi. Chạy nhanh vậy ai chơi. Không thể nói đâu cả rồi anh em ơi. Gắt à nha. Kẹo tưởng là có một đứa chạy qua đây cơ mà. Như này thì chịu rồi anh em ơi. Qua phía này coi. Thế nó lại gắt quá nhỉ. Wow. Ôi anh em ơi. Nó vừa lag nó hiện cái mũi tên linh tinh quá nhỉ. Tự nhiên làm quả hiện cái mũi tên đỏ này anh em. Thế này kẹo cũng chịu rồi. Đấy không. À, chắc là mình sẽ vào thử UAV coi. Để xem là có bao nhiêu đứa trong UAV các bạn ơi. Đây đây. UAV nó đang bay rất là nhanh nhá. Không có ai à. Buồn ghê cơ các bạn ơi. Vào hẳn trong UAV rồi nhưng mà không thấy ai cả. Quá chán quá chán. Lượn lờ qua mấy khu này coi anh em nào. Không có ai cả. Wow buồn ghê cơ. Đây bây giờ thì kẹo sẽ lên trên phía cổng trời luôn nha anh em. Mong rằng là chúng ta sẽ có nhiều mạng ở trên cổng trời nhá. Lên phía trên này nào các bạn ơi. Đây qua bên này coi. Ok, chào tất cả mọi người nha. Wow. Đây rồi, mình có được liệu đạn rồi nha anh em. Ôi, bên này không có gì cả này. À, đừng giáp này. Chuẩn bị có được giáp level 3 rồi nha anh em. Ngon. Từ đầu trận đến giờ thì kẻ mới chỉ có cho mình được 3 kill thôi các bạn ơi. Hơi bị ít kill nhỉ. Mình có lận qua mấy cái khu này thử coi nào anh em. Chỗ này có 33. À, kẹo có 33 từ lúc nãy rồi nha em ơi. Nên là bây giờ thì đâu có cần thêm 33 nữa nhá. Let's go qua bên này coi. Xem là chúng ta sẽ có gì bên này nào anh em ơi. Không có gì cả. Vậy ở trên nhá. Wow. Cũng vậy cả thôi các bạn ơi. Trống trơn luôn. Cái khu này thì đã bị chúng nó lút sạch đồ rồi anh em ơi. Nên là bây giờ thì còn gì nữa đâu hả anh em. Nó lại vắng người quá cơ anh em ơi. Chạy nãy giờ chẳng thấy ai cả. Wow, đậu xanh. Khó hiểu ghê ta. Tên phía trên này các bạn ơi. Ui, gai mi đây. Ui, siêu nước kiện ai rồi. May là có cái giáp ba anh em ơi. Thật kia gai mi công nhận là gai mình vào vị trí hiểm vãi chưởng anh em ơi. Nó đang chạy lên rồi anh em ơi. Có giỏi lên đây em ơi. Đậu xanh em ơi. Mày tính chơi anh à? Thanh lên này. Gài mình tính chơi kẹo mà dễ hả bạn ơi. Ok ok. Ngon. Như vậy là kẹo đã có cho mình được mã thứ 4 rồi nha anh em ơi. Thanh lên này. Chơi láo cá quá nhỉ. Ok anh em. Vứt bớt đạn xuống cho đi nhá. Ôi, gì vậy? Đây nữa hả? Đậu xanh em ơi. Đậu xanh em ơi. Làm gì vậy? Ui, phía sau này các bạn ơi. Phía sau này gắt vậy. Ui, gắt vậy anh em. Đông vui ghê ta. Hên là kẹo đang còn sống các bạn ơi. Ok ok. Cố máu đã nhá. Đây rồi. Như vậy là kẹo đã có được bạn thứ 6 và hết sức là dễ dàng nha các bạn ơi. À, mình nghĩ là mình sẽ cần lượm thêm bom keo nha các bạn. Mình nhiều quá mình cũng chẳng cần đâu. Lượm thêm bom keo thôi. Tùy máu này. Quá ổn. Tay súng 2 thì vứt được nha anh em. Vứt bớt đạn súng chân đây này. Lượm thêm tùy máu này anh em ơi. Bây giờ mình có 7 tùy máu rồi. 7 tùy máu rồi cả. Ok ổn. Đạn súng trường vẫn đang còn nhiều lắm. Đây, lượm thêm đạn súng tiểu liên này anh em. Ui, máu phải gọi là vô kể luôn này anh em. À, có scope 1x này anh em. Ngon. Lấy ngon 1x rồi nhá. Ở đây là chúng ta sẽ có cả giảm thanh nữa cả. Ok các bạn ơi. Trang bị luôn giảm thanh và SCAR nha anh em. Xấy cho nó đã tay nhá. Let's go nào mọi người. Ui, vẫn có thêm bom keo nữa cả. Ok ok đây. Mình sẽ lại phải lượm lại thôi anh em ơi. Một đứa đang chạy xe ở ngay phía này này. Lượm nòng súng 3 nha các bạn ơi. Ok ok đây. Ui, tiếng xe nghe khó chịu quá cơ nha em ơi. Bởi vì là game Free Fire hiện tại đang bị lỗi tiếng xe anh em ạ. Đâm ra là xem và nghe tiếng xe chạy nó lại khó chịu nhỉ anh em nhỉ. Kiểu nó giật giật anh em ạ. Khá là khó chịu. Let's go nào các bạn ơi. Chắc là mình sẽ ăn tạm cái nấm 2 củ này đã nha. Let's go nào mọi người. Bọn này hơi xa đấy. Mình sẽ chạy qua phía tháp đồng hồ nhé mọi người. Ok ok ngon. Chạy luôn nào các bạn ơi. Chạy thẳng vào trong mall luôn chứ ngại gì. À, có thêm một thính mới cả. Ok ok. Thính mới ở ngay phía 210 nhá. Mong rằng sẽ có đứa chạy qua lượm thính các bạn ơi để mình cứu mạng nào. Uầy, chỗ này có ngay một thính nữa nhưng mà bị cho nó lượm rồi. Ok. Phóng lựu à? Thế qua cái thính chỗ này anh em. Uầy, dính ngay vào DG các. Thôi anh em ơi. Vậy thì kẹo sẽ ta ở tại phía trên luôn nhá anh em. Chưa xuống vội làm gì cả, dính ngay vô nên gờ lại đây nó nào không biết được cơ. Đậu xe này em ơi, quê đậu xe này em ơi. À, tính chơi sức kẹo à. Đậu xe này em ơi, đậu xe nhà em ơi, quê. Đậu xe nhà em ơi, đậu xe nhà em ơi. Hay quá nhỉ em ơi. Mình sẽ còn máu có đã anh ạ. Anh em ơi, còn máu có đã nha các bạn ơi. Ok. Đậu xe này. Ok ngon. Đây mình sẽ còn máu có đã anh em ơi. Quê. 8 kill rồi các bạn ơi. Anh em thấy ghê chưa? Nó lại ghê quá nhỉ. Mình đang ở cạnh cái vô địch G luôn. Gắt vậy à nha anh em. Mình sẽ xem và lượm thêm đạn súng tự liên nha anh em. Không lượm được thêm đạn tự liên đấy. Lỡ lướt đồ rồi. Ui, người đấy hả? Người đấy hả? Ok rồi này anh em ơi. Đông vui quá nhỉ. Đây tranh thủ mình sẽ lướt thân đồ nha các bạn ơi. Đây rồi anh em, bom keo các kiểu này. Ok quá ổn này. Lên xe nào mọi người. Chạy lùi luôn chứ ngại gì mà không chạy lùi. Chạy lùi vẫn rất là nhanh nha anh em. Ok đây. Đang chạy mất đà. Đó. 6 thằng nữa thôi mà anh em. Cố gắng kiếm lấy top 1 luôn nhỉ. Chứ ngại gì. Lượn lờ có phía đây con nào. Như vậy là trong cái ván đấu này còn lại là 6 người chơi nữa nha các bạn ơi. Kẹo sẽ cố gắng kiếm top 1 luôn nhé. Đây. Uầy, lái xe hơi ngu rồi. Nhưng mà ở đây có người này anh em. À, đây hả em ơi. Đây à, đậu xe này. Phóng lựu cả. Uầy. Gắt vậy, kẹo quần máu đá bạn ơi. Chơi gì mà ghê vậy. Có rồi, có đây bạn ơi. Có đây bạn ơi nào. Có một đứa cạnh đây thì phải anh em này. Gắt à nha anh em ơi. Ok đây, qua đây. Đúng rồi, qua đây em ơi. Ok xanh mộ nhé. Ui mình nghe tiếng trên bên này các bạn ơi. Mù ra này anh em. Lượm xong khổ ra cái đã. Ok. Kẹo đang cuống hết cả lên rồi anh em ơi. Đơn giản là chơi game khó khăn các bạn anh em. À đây. À đi rồi em ơi, mày tính chạy à? Ok chạy vào bo nha anh em. Ui bao thu ghê vậy. Ok nó đã bị hạ rồi nhé. May là kẹo của em tính năng Kelly nha. Nên là chạy vào bo thì cứ phải gọi là ok nhé các bạn nhá. Rất là dễ để chạy này. Ôi, còn một thằng cuối nữa thôi anh em ơi. 10 kill rồi. Kill nốt thằng cuối là kẹo sẽ được top 1 nha các bạn ơi. Ok đây. Cố gắng top 1 và lấy 11 kill nó anh em ơi. Đây. Nói chung là vụ này hơi căng đấy. Mình đang có 15 bom keo này nên mình sẽ chẳng ngại gì cả. Quan trọng là kiếm được một vị trí ngon cái đã anh em ơi. Wow. Chắc là mình sẽ phải bơm cho nó phun máu này anh em ơi. Bơm phun máu cho dễ top 1 nhé. À đứa nào cái mình ở ngay phía dưới này. Thế thì ghê rồi. Có thể là nó sẽ ở ngay phía trên luôn các bạn ơi. Khả năng cao là như vậy. Ăn lựu đạn không em ơi. Ôi kẹo câu lựu hơi ngu các bạn ơi. Không có ai cả đâu. Đây con nào mọi người. Đây kẹo chạy qua phía này luôn nhé anh em. Ok này. Chưa thấy thằng cuối đâu anh em ơi. Anh em đã thấy được thằng cuối đâu chưa nhỉ? Riêng kẹo là chịu luôn nha anh em. Hẳn là không có thấy luôn này. Wow. Đậu xanh thằng của đâu rồi. Gắt vậy các bạn ơi. Mò cuối này hơi căng nha anh em. Bây giờ các bạn kẹo đã thấy được vị trí của thằng cuối đâu. Nó lại gắt có mặt các bạn đây. Nhiều bom keo để làm gì? Đó, dựng tạm bom keo ở đây đứng chơi này. Nhiều bom keo để làm gì các bạn ơi? Chắc là mình sẽ canh theo phía 300 thôi nha em ơi. Đây, kẹo nó còn 13 bom keo nữa các bạn. Chú ý quan sát xung quanh này anh em. Phía dưới này không phải. Bo thu sang phía bên cạnh nhá. Ok đây, kẹo quan luôn này anh em ơi. Thằng kia nó núp ở đâu rồi nhỉ anh em? Như này kẹo chịu rồi. À, thấy vị trí của nó các bạn ơi. Ui ui, làm gì vậy? Làm gì vậy? Câu liệu đi. Cho chú câu liệu này. Anh có 11 bom keo cơ mà. Ui ui, gì vậy? Gì vậy? Qua đây. Nào, qua đây. Ui, qua đây. Có giỏi qua đây mây này. Qua đây mây. Anh xấy cho chú SML bây giờ. Đừng tưởng được đấy mà ngon nhá. Mình có 2 quả liệu nha các bạn ơi. Ok này, câu nốt 2 quả liệu này anh em ơi. Chạy đi mơi, ui. Chạy đi mơi. Ui giời ơi. Top 1 rồi anh em ơi. Quẩy thế nào. Sởi. Như vậy là trong cái ván đấu này thì cả đã được top 1 với 11 kill nhá. Quá đã anh em. Ok. Vâng, 11 kill top 1. Yes, tuyệt vời. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.